Chương trình Y tế 360 sẽ tiếp tục với nội dung giải pháp khắc phục tình trạng thiếu thuốc vật tư y tế. Thưa quý vị, tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế đã được khắc phục ngay sau Nghị quyết 30, Nghị định 07 được ban hành. Các ngành địa phương, các bệnh viện lớn đã khẩn trương giải quyết tình trạng khan thuốc, vật tư y tế. Tuy nhiên, để phát huy được hiệu quả của nghị quyết một cách bền vững, vẫn cần phải có thời gian và những sửa đổi hợp lý, phù hợp với các cơ sở y tế trên địa bàn toàn quốc. Nghị định 07 về quản lý trang thiết bị y tế và Nghị quyết 30 về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế của chính phủ đã tháo gỡ được nhiều nút thắt, giải quyết được các vấn đề mua sắm, đấu thầu trang thiết bị của bệnh viện. Chỉ cách đây hơn một tháng, vấn đề thiếu thuốc, trang thiết bị y tế cục bộ tại một số cơ sở y tế công lập vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Nhưng đến thời điểm này, hầu hết các bệnh viện đã hoạt động trở lại, không còn tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế. Các cái máy móc rồi các cái vật tư kỹ thuật mà liên quan đến cái giấy phép lưu hành cũng như phép nhập khẩu theo cái nghị định 98 á, thì hiện nay bây giờ thì đã được cởi bỏ cởi trói bởi cái nghị định 07. Các nhà cung cấp hứa rằng là sẽ có đầy đủ để cung cấp cho bệnh viện, cũng như là với cái nghị quyết 30 thì những cái việc mà mua hóa chất xét nghiệm cũng sẽ được cởi trói và bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thì trở lại hoạt động hoàn toàn bình thường. Từ khi Nghị quyết 30 được đưa vào thực hiện, công tác khám chữa bệnh tại nhiều bệnh viện được bảo đảm, không ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân. Những mặt hàng cần thiết được áp dụng hình thức mua trực tiếp. Bên cạnh đó, một số bệnh viện đã đàm phán, trao đổi với các nhà đầu tư về các máy móc đã hết thời gian liên danh liên kết, trao tặng lại cho bệnh viện để phục vụ công tác khám chữa bệnh. Nhiều bệnh viện đã tháo gỡ gần như hoàn toàn công tác đấu thầu bổ sung những danh mục gặp vướng mắc trước đó. Nghị quyết số 30 thì cũng tháo gỡ những cái vấn đề, cái nút nghẽn trong cái mua sắm đấu thầu. Theo tôi thì thứ nhất là đối với những gói thầu mà đã trúng thầu rồi, mà đang phụ thuộc vào các cái giấy phép nhập khẩu, thì về cơ bản là sẽ được đáp ứng được ngay. Thế còn lại là những cái gói thầu mà để giải quyết thực hiện theo nghị quyết 30 thì chúng tôi nghĩ cũng cần phải có thời gian. Thì dự báo chắc là khoảng 3 đến 6 tháng nữa thì về cơ bản sẽ giải quyết được cái yêu cầu và nó sẽ trở lại hoạt động như là bình thường. Thực tế, hơn một tháng qua, những điểm mới của Nghị quyết 07 sửa đổi, bổ sung Nghị định 98 và Nghị quyết 30 sửa đổi Nghị quyết 144 đã đem lại những hiệu quả rõ nét và tích cực. Nhiều bệnh viện không còn khó khăn, thiếu thuốc, vật tư tiêu hao, các bệnh nhân phải tự đi mua thuốc. Bên cạnh đó, Cục Quản lý Khám chữa bệnh tổ chức các đoàn đánh giá chất lượng bệnh viện, các bệnh viện sau khi thực hiện Nghị định 07 và Nghị quyết 30. Hầu hết các bệnh viện đều bảo đảm tốt công tác khám chữa bệnh. Nghị định số 07/2003 NĐ-CP đã giải quyết những vướng mắc liên quan đến giấy phép nhập khẩu, số đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế, đẩy mạnh việc cấp số đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế và tháo gỡ khó khăn trong thu hồi số lưu hành và xử lý trang thiết bị y tế bị thu hồi số lưu hành, sửa đổi quy định về xuất nhập khẩu và tạm nhập, tái xuất trang thiết bị y tế, sửa đổi quy định để giải quyết vướng mắc bất cập từ thực tiễn về kê khai giá. Nghị quyết số 30 NQ-CP đã giải quyết các vấn đề liên quan tới thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế đối với các dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy do nhà thầu cung cấp sau khi trúng thầu vật tư, hóa chất theo kết quả lựa chọn nhà thầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của luật đấu thầu, hướng dẫn xác định giá gói thầu, việc sử dụng trang thiết bị y tế được tổ chức trong ngoài nước, hiến, biếu, tặng cho, đóng góp, viện trợ, tài trợ nhưng chưa hoàn thành sở hữu toàn dân để khám bệnh, chữa bệnh. Nghị định 07 là những cái chủ yếu là những cái điều kiện liên quan đến nhập khẩu vật tư thiết bị y tế, những vấn đề liên quan đến công tác đấu thầu. Nghị quyết 30 của chính phủ tháo gỡ liên quan đến vấn đề thanh toán bảo hiểm, cho phép tiếp tục sử dụng các cái thiết bị vật tư liên doanh liên kết và các cái thiết bị mà sử dụng hóa chất thì tiếp tục được sử dụng các cái thiết bị mà hóa chất đó đang được sử dụng, gia hạn cái thời gian để chúng ta được tiếp tục sử dụng các cái thiết bị mà vẫn được thanh toán bảo hiểm. Ngoài ra thì những cái điều kiện liên quan đến vấn đề báo giá trong đấu thầu vật tư thiết bị y tế cũng được tháo gỡ trong cái nghị định 07 và nghị quyết 30. Đặc biệt là thể chế hóa luật khám bệnh chữa bệnh và các cái luật có liên quan như luật đấu thầu, luật về giá để chúng ta tháo gỡ một cách triệt để, đưa ra một cái cơ chế chúng ta có thể chọn được những thiết bị vật tư có chất lượng tốt với giá cả phù hợp. Đấy là cái mục tiêu của chúng ta,
chứ không phải mục tiêu là chọn cái thiết bị thuốc với giá rẻ nhất. Dù còn một số vướng mắc cần tiếp tục tháo gỡ, nhưng phải khẳng định Nghị định 07 sửa đổi bổ sung Nghị định 98 và Nghị quyết 30 sửa đổi Nghị quyết 144 mà Chính phủ vừa ban hành đã đem đến một làn gió mới. Các văn bản này sẽ giúp đưa hoạt động bệnh viện trở lại bình thường, nhưng để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh còn là một câu chuyện dài. Về lâu dài thì vẫn cần phải thể chế hóa bằng các nghị định và thông tư, đặc biệt là về căn cơ hơn nữa, về lâu dài hơn nữa thì chúng ta phải có một cái cơ chế làm sao để đưa được những cái cơ cấu về giá dịch vụ phù hợp, trong đó có tính về cái khấu hao thiết bị, để từ đó thì các cơ sở khám bệnh chữa bệnh có đủ nguồn lực để có thể mua bổ sung các cái thiết bị y tế để phục vụ cho cái khám chữa bệnh lâu dài. Nghị quyết 30 và Nghị định 07 của Chính phủ sau hơn một tháng ban hành được xem là biện pháp hiệu quả và kịp thời để tháo gỡ những vướng mắc cho ngành y tế. Cho đến nay, hầu hết các bệnh viện đều đang tập trung gấp rút triển khai những công việc trước đây đang gặp vướng mắc. Tuy nhiên, phải thẳng thắn thừa nhận các nghị định, nghị quyết vừa ban hành chỉ là giải pháp tình thế, là cái phao cứu cánh nhất thời. Về lâu dài, để giải quyết tận gốc vấn đề này, các bệnh viện cần nghiên cứu thực tiễn những chỉ dấu tham mưu cho Bộ Y tế, đưa vào luật đấu thầu hoặc sửa đổi trong luật đấu thầu. Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan cần xây dựng các quy định riêng về đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế trong dự án luật đấu thầu, bảo đảm phù hợp với đặc thù của ngành y tế. Trong thời gian qua, Bộ Y tế đã trình Chính phủ ban hành một số nghị định mới nhằm bảo đảm trang thiết bị y tế, thanh toán chi phí khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Các bất cập liên quan đến mua sắm trang thiết bị y tế, thuốc và thanh toán bằng bảo hiểm y tế đã được cơ bản giải quyết. Các bệnh viện đã hoạt động ổn định trở lại, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Y tế 360 ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.